Thưa quý vị, chiều qua và sáng nay, sau khi có nhiều thông tin liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, rất nhiều người dân đã đến các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng để giao dịch. Để làm rõ hơn thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gấp vào 15 giờ hôm nay. Tham dự buổi họp báo có ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và đại diện Ngân hàng SCB. Phóng viên VTC có mặt tại họp báo sẽ liên tục cập nhật thông tin của họp báo đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau và trên các hạ tầng số của VTC. Thưa quý vị, từ hôm nay, giá dịch vụ đăng kiểm cho xe cơ giới thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành sẽ chính thức được điều chỉnh, tăng thêm 10.000 đồng một xe. Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 55 về việc sửa đổi, bổ sung thông tư 238, trong đó quy định giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành. Cụ thể, giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô các loại đang lưu hành sẽ được điều chỉnh điển hình như: đối với xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng sẽ có mức giá đăng kiểm là 570.000 đồng thay vì mức 560.000 đồng như trước đây. Với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương sẽ tăng lên mức 250.000 đồng. Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế là 330.000 đồng. Ngoài ra, theo nội dung của thông tư 36 do Bộ Tài chính ban hành, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cũng đã được điều chỉnh giảm đi 10.000 đồng một giấy kể từ ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 10, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho biết, qua gần 8 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06, Cục đã lắp đặt 7.300 màn hình LED tại các khu vui chơi công cộng, sân bay, bến xe, khu chung cư để tuyên truyền. Cụ thể, theo báo cáo của Gonsan Media, đơn vị phối hợp với Bộ Công an đã triển khai lắp đặt 7.308 màn hình LED ngoài trời trong các khu chung cư, siêu thị, khu vực công cộng, huy động hệ thống màn hình truyền thông tại gần 2.000 tòa nhà trên toàn quốc, chuỗi 16 màn hình LED ngoài trời tại các thành phố lớn. Và sau gần 8 tháng triển khai, nhiều dịch vụ công trong các lĩnh vực như bảo hiểm xã hội, điện lực, thuế đã được liên thông để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công và các tiện ích của đề án 06. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mỗi người dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả hơn nữa thông qua màn hình công cộng, phát tờ rơi và qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 10 tại Cần Thơ, nước sông Hậu dâng cao, tràn theo các kênh rạch gây ngập nhiều khu vực. Chiều cường trên sông Hậu vượt lên mức 2,16m, vượt 16cm so với báo động 3. Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Cần Thơ cho biết, chiều cường kết hợp nước sông Mekong đổ về sau đợt mưa nhiều từ bão Noru vừa qua, cộng với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh đẩy nước từ biển vào đất liền khiến mực nước dâng cao. Đây là mức nước cao nhất từ đầu năm đến nay được ghi nhận. Đợt chiều cường còn kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới, mực nước cao nhất có thể đạt 2,25m. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi chiều cường vượt báo động, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã khảo sát, yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện để tổ chức giao thông và hỗ trợ khi cần thiết. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cũng dự báo trong tháng 10 sẽ có hai đợt chiều cường ở mức rất cao. Chiều cường kết hợp mưa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các vườn cây ăn trái và diện tích lúa. Vì vậy, người dân và các sở ngành địa phương cần chủ động các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại. Thưa quý vị, sáng nay tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2. Với quy mô kéo dài đê chắn sóng thêm 300m, hoàn thiện tổng thể chiều dài đê chắn sóng đạt 750m theo quy hoạch. Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 được triển khai nhằm hoàn thiện quy mô đê chắn sóng cảng Chân Mây theo quy hoạch chi tiết xây dựng cảng. Giai đoạn này được dự kiến hoàn thành sau 3 năm với kinh phí hơn 750 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đê chắn sóng cảng Chân Mây là công trình trọng điểm bảo vệ cho các cầu cảng. Đê không những tăng năng lực khai thác hàng hóa, từng bước hoàn thiện khu bến cảng biển Chân Mây nói riêng, cảng biển Thừa Thiên Huế nói chung mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây đảm bảo các điều kiện và khả năng tiếp nhận đồng thời các loại tàu hàng, tàu container và các tàu cỡ lớn cho hầu hết thời gian trong năm, kể cả mùa mưa gió. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào sáng ngày 8 tháng 10 trên cầu Kerch nối bán đảo Crimea với vùng Kararuna ở tây nam nước này. Theo đài truyền hình RT Nga, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết,
cây cầu nối bán đảo Crimea với Đại lục Nga đã bị hư hại do một vụ đánh bom bằng xe tải. RT dẫn nguồn các quan chức Nga cho hay vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương đã khiến một đoạn cầu dành cho xe ô tô bị sập. Nó cũng gây ra hỏa hoạn trên một đoàn tàu chở hàng ở đoạn cầu đường sắt song song với 7 bồn nhiên liệu bốc cháy. Sau khi mở chiến sự quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, Nga sử dụng cầu Kerch để vận chuyển xe bọc thép và các khu vực phía nam nước láng giềng. Giới chuyên gia quân sự cho rằng cầu Kerch là mục tiêu rất hấp dẫn với quân đội Ukraine, nhưng nhận định họ không có vũ khí hiệu quả để tung đòn tập kích địa điểm này. Thưa quý vị, một vụ nổ đã xảy ra vào chiều ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương tại một cây xăng và trạm dịch vụ ở hạt Donegal, Ireland. Cảnh sát xác nhận đã có 3 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương. Được biết, khu vực xảy ra vụ nổ gồm một trạm xăng, một cửa hiệu, quầy bán đồ ăn nhanh và bưu điện. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường vụ nổ trong lúc các đội cứu hỏa, xe cứu thương và máy bay trực thăng được huy động đến và vận chuyển những người thương tới bệnh viện. Nhóm cứu hộ từ cơ quan cứu hộ Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh cũng nhanh chóng tới hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, truyền thông Anh dẫn nguồn một hãng tin cho biết nguyên nhân sơ bộ dẫn tới vụ nổ có thể là do rò rỉ khí ga. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 8 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn Cục Quản lý Hàng không Triều Tiên cho rằng nước này tiến hành thử tên lửa để tự vệ trước các mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ, đồng thời khẳng định vụ thử tên lửa không gây tổn hại đến an ninh các nước láng giềng và khu vực. Theo KCNA, tuyên bố mà Cục Quản lý Hàng không Triều Tiên đưa ra là một phản ứng trước cáo buộc rằng vụ phóng tên lửa không thông báo trước của Triều Tiên có thể gây ra nguy cơ an ninh nghiêm trọng cho hàng không dân dụng quốc tế. Kể từ ngày 25 tháng 9 trở lại đây, Triều Tiên đã thực hiện 6 vụ phóng tên lửa, trong đó có một tên lửa đạn đạo được cho là đã bay qua lãnh thổ của Nhật Bản. Trong diễn biến liên quan, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với 2 cá nhân và 3 thực thể liên quan tới hoạt động vận chuyển dầu tinh chế tới Triều Tiên, vì cho rằng các hoạt động này trực tiếp hỗ trợ việc phát triển chương trình vũ khí và quân đội của Triều Tiên. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 10, Canada đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran khi tuyên bố cấm một nửa lãnh đạo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhập cảnh vào nước này, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt. Với các biện pháp trừng phạt mới, ít nhất 10.000 lãnh đạo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sẽ bị cấm vĩnh viễn nhập cảnh vào Canada. Trước đó, vào đầu tuần này, Canada cũng đã áp đặt một vòng trừng phạt đối với Iran vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền, trong đó có vụ việc Mahsa Amini, một phụ nữ người Quốc 22 tuổi, đã thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ vì vấn đề trang phục. Cuộc biểu tình phản đối với cái chết của Mahsa Amini đã nổ ra ở hàng chục thành phố của Iran. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 10, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã gia hạn mức cảnh báo màu cam về hạn hán tại một số khu vực phía Nam, phía Đông và Tây Nam của nước này. Theo cơ quan trên, nhiều khu vực thuộc Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây và Trung Khánh đã trải qua hạn hán từ mức trung bình đến nghiêm trọng. Một số nơi chứng kiến những đợt hạn hán khắc nghiệt, Trung tâm khuyến nghị chính quyền các địa phương huy động mọi nguồn nước sẵn có tại địa phương nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân và gia súc. Cơ quan này cũng đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp bảo tồn nguồn nước và tạo mưa nhân tạo khi cần thiết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.